Này là ngày Đức Giê-hô-va làm nên, chúng tôi sẽ mừng rỡ và vui vẻ trong ngày ấy. Đức Giê-hô-va ôi xin hãy cứu, Đức Giê-hô-va ôi xin hãy ban cho chúng tôi được thới thạnh, đáng ngợi khen đấng nhân danh Đức Giê-hô-va mà đến. Từ nơi nhà Đức Giê-hô-va chúng tôi đã chúc tụng người. Đó là lời Chúa dạy ở trong Cựu Ước Thi Thiên thứ 118. Và trong Tân Ước, khi con dân của Chúa đón Chúa vào thành Jerusalem, họ đã tung hô Chúa như thế này: Hosanna, con vua David, đáng khen ngợi cho đấng nhân danh Chúa mà đến. Hosanna ở trên nơi rất cao. Trong Cựu Ước, Đức Giê-hô-va ôi xin hãy cứu, Đức Giê-hô-va ôi xin hãy cứu. Trong Tân Ước đó là Hosanna. Chúng ta sẽ cùng nhau Hosanna. Con ngước nhìn lên vua hiển vinh và ca ngợi Chúa. Hosanna, Đức Giê-hô-va ôi xin hãy cứu. Hosanna, Hosanna, Hosanna chốn cao hiên vinh. Hosanna, Hosanna, Hosanna trên trời cao. Chung hào quang tỏa sáng, trời đất rung động, trời đất rung động. Con thấy tình yêu Ngài tỏa soi, lao tan bao tội ô sạch trắng. Người khắp muôn người lên tiếng tôn vinh. Hosanna, 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 Hosanna chốn cao hiên vinh. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Con ngước nhìn lên vua hiên vinh, trên không trung hào quang tỏa sáng, trời đất rung động, trời đất rung động. Con thấy tình yêu Ngài tỏa soi, lao tan bao tội ô sạch trắng. Người khắp muôn người rèn tiếng tôn vinh. Hosanna, Hosanna, Hosanna chốn cao hiên vinh. Hosanna, 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 Hosanna trên trời cao. Mắt con đây mong xin được nhìn rõ mắt Ngài.
cho con để biết yêu như Ngài đã yêu con. Để tim con nếm nỗi đau của Ngài, hiến dân tâm linh con vì được Chúa giáng đời. Bước chân con rời thế gian đi vào chốn muôn đời.
Từ đầu năm đến nay chúng ta cùng nhau học Phúc Âm Giăng. Và hôm nay chúng ta học đến Giăng chương thứ 14. Tuy nhiên, Giăng chương thứ 15 là phân đoạn tiếp theo, là một phân đoạn rất là đặc biệt. Và tôi được một số người yêu cầu nên giảng Giăng đoạn 15 hôm nay thay vì Giăng đoạn 14. Vì vậy, lẽ ra hôm nay chúng ta học Giăng chương 14, nhưng chúng ta sẽ học Giăng chương thứ 15 hôm nay. Tất cả chúng ta cùng mở ra trong Kinh Thánh Phúc Âm Giăng chương thứ 15. Ta là gốc nho thật, cha ta là người trồng nho. Hễ nhánh nào trong ta mà không kết quả thì Ngài chặt hết, và Ngài tỉa sửa những nhánh nào kết quả để được sai trái hơn. Các ngươi đã được trong sạch vì lời ta đã bảo cho. Hãy cứ ở trong ta thì ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho nếu không dính vào gốc nho thì không tự mình kết quả được. Cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta thì cũng không kết quả được. Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái, vì ngoài ta các ngươi chẳng làm chi được. Nếu ai chẳng cứ ở trong ta thì phải ném ra ngoài cũng như nhánh nho, nhánh khô đi. Người ta lượm lấy quăng vào lửa thì nó cháy. Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. Này cha ta sẽ được sáng danh là thế nào? Ấy là các ngươi được kết nhiều quả thì sẽ làm môn đồ của ta vậy. Như cha đã yêu thương ta thế nào, ta cũng yêu thương các ngươi thế ấy. Hãy cứ ở trong sự yêu thương của ta. Nếu các ngươi vâng giữ các điều răn của ta thì sẽ ở trong sự yêu thương ta, cũng như chính ta đã vâng giữ các điều răn của cha ta và cứ ở trong sự yêu thương Ngài. Ta nói cùng các ngươi những điều đó hầu cho sự vui mừng của ta ở trong các ngươi và sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn. Chúng ta cùng hướng lòng về Chúa để cầu nguyện. Cảm ơn Chúa đã phán dạy cho các môn đồ của Chúa những lời này. Một lần nữa chúng con mở lời của Chúa ra. Xin Chúa phán dạy mỗi lòng chúng con giờ này. Xin Chúa Thánh Linh hành động, làm việc qua chính mình con và trong tấm lòng của mỗi con cái Chúa buổi sáng hôm nay, để chúng con cảm nhận được tất cả những gì mà Chúa muốn phán dạy chúng con và giúp cho chúng con để chúng con có thể làm theo. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Có hai phân đoạn Kinh Thánh mà tôi nghĩ rằng nếu tất cả các con cái của Chúa học thuộc lòng hai phân đoạn Kinh Thánh này và làm theo những điều ở trong hai đoạn Kinh Thánh này dạy thì tôi không cần phải giảng nữa. Hai phân đoạn Kinh Thánh đó là Phúc Âm Giăng chương thứ 15 mà chúng ta vừa nghe và thư Roma chương thứ 12. Quý vị đã nghe giảng hai phân đoạn này nhiều lần rồi. Nhưng buổi sáng hôm nay ước mong là mỗi một chúng ta sẽ nghe lại với một thái độ mới, một tinh thần mới, nghe với một thái độ lắng nghe và tinh thần sẵn sàng làm theo những gì mà Chúa dạy. Cách đây mấy năm khi có dịp về Việt Nam và ghé thăm Hội Thánh Long Phụng là quê hương của ông Nguyễn Văn Bè tại đây, thì tôi giảng Giăng đoạn 15 này. Bởi vì trước nhà thờ có rất là nhiều cây xoài, cho nên tôi đã dùng hình ảnh cây xoài để giảng bài giảng này. Đây là hình ảnh của cây nho, nhưng mà buổi sáng hôm nay chúng ta, wow, chốc nữa tôi muốn xem, quý vị thấy cây nho này đẹp không? Wow, đây là cây nho thật từ nhà của ông Đinh Công Hồng Châu, ông trồng, ông tỉa làm sao đẹp quá. It's real grapes. Okay, I'm talking about that later. Now, đối với người Việt chúng ta đó thì những cái cây quen thuộc là cây xoài, cây ổi, cây chuối, cây dừa, vân vân. Nhưng mà đối với người Do Thái, cái cây quen thuộc nhất đó là cây nho. Người Do Thái chẳng những trồng nho, nhưng mà cái cây nho cũng là cây tượng trưng cho cả nước nữa. Cái cây mà tượng trưng như nước Do Thái là cây nho. Thật ra sở dĩ Chúa Giêsu dùng hình ảnh cây nho ở đây để nói chuyện với các môn đồ là
Chúa và các môn đồ đang từ phòng cao, nếu quý vị xem lại đoạn 13 câu 2, Chúa nói rằng đương bữa ăn tối Chúa ở phòng cao đó, và từ chỗ phòng cao đó Chúa đi ra với các môn đồ. Và khi Chúa và các môn đồ đi ngang qua những cái vườn nho để đến vườn Gethsemane đó, thì đoạn 14 và 15 đó là những cái đoạn Kinh Thánh mà Chúa Giê-xu vừa đi vừa dạy. Cuối đoạn 14 Kinh Thánh ghi như thế này: hãy đứng dậy, chúng ta phải đi khỏi đây. Đoạn 14 có lẽ là Chúa dạy ở trong phòng cao, rồi Chúa nói hãy đứng dậy, let's go, đi khỏi đây. Và vừa đi Chúa vừa dạy tiếp tục: ta là gốc nho thật. Có lẽ là Chúa đi ngang qua cái vườn nho đó và nói rằng: các ngươi thấy những cây nho này không? Nhưng ta đây mới là cây nho thật. Đi ngang qua vườn, chỉ vào các cây nho và nói với các môn đệ như vậy. Cây nho là hình ảnh của nước Do Thái, như chúng ta thấy được ghi trong Thi Thiên 80, Esai đoạn 5, v.v. Nhưng mà bây giờ Chúa Giê-xu cho thấy rằng Chúa Giê-xu mới là cây nho thật. Cái chữ thật ở đây có nghĩa là nguyên thủy, có nghĩa là chính hiệu. Đây là đồ là gì? Đồ jean hả? Chính hiệu, không phải là đồ giả mạo đó. Ngược lại với giả hiệu, những gì xưa nay tượng trưng cho điều đó nhưng không phải là chính điều đó. Con dân của Chúa là nước Israel mệnh danh là cây nho của Đức Chúa Trời. Nhưng mà họ đã bội đạo, họ đã xa lìa Đức Chúa Trời. Muốn là cây nho thật của Đức Chúa Trời, chúng ta phải được liên kết với Chúa Giê-xu, phải được kết hợp với Ngài. Vì Chúa Giê-xu là cây nho thật. Và đó chính là điều mà Chúa Giê-xu muốn dạy cho các môn đồ của Chúa và cho chúng ta hôm nay. Vì vậy, cái hình ảnh cây nho ở đây dạy chúng ta điều gì? Rất là nhiều điều, nhiều bài học quý giá, nhưng mà tôi muốn nói đến ba cái điều quan trọng chúng ta cần ghi nhận và áp dụng cho mình hôm nay. Đặc tính đầu tiên, đời sống của người tin Chúa là một đời sống kết quả. Đời sống của người tin Chúa là một đời sống kết quả. Quý vị có tờ giảng bài, xin điền vào. Chúa Giê-xu nói rằng ta là gốc nho thật và chúng ta là nhánh nho. Và chúng ta là nhánh nho ở trong Chúa. Đời sống của chúng ta phải là một đời sống kết quả qua 11 câu đầu mà quý vị vừa nghe. Chúa Giê-xu nói nhiều về cây nho và nhánh nho, nhưng mà tự trung lại cái điểm mà Chúa muốn nói là cây nho đó có kết quả hay là không. Mở đầu ở trong câu 2, Chúa nói rằng hễ nhánh nào trong ta mà không kết quả thì Ngài chặt hết. Rồi trong câu 4, nhánh nho nó không dính vào gốc nho thì không tự mình kết quả được. Trong câu 5, ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái. Câu thứ 8, này cha ta sẽ được sáng danh là thế nào, ấy là các ngươi được kết nhiều quả. Và trong câu thứ 16, ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bằng là ta đã chọn và lập các ngươi để cho các ngươi đi và kết quả. Chúa Giê-xu nói về cây nho, về nhánh nho, nhiều thứ lắm, nhưng mà cái điểm quan trọng là kết quả. Kết quả là trọng tâm của phân đoạn Kinh Thánh này. Đời sống của người tin Chúa, đời sống của quý vị và tôi là đời sống kết quả. Hay là nói khác đi, không kết quả là dấu hiệu không thật sự ở trong Chúa, nếu đời sống của chúng ta không kết quả. Đời sống của quý vị có phải là một đời sống kết quả hay không? Có bông trái nào trong cuộc đời của quý vị chứng tỏ là quý vị đang có sự sống của Chúa tuôn tràn ở trong cuộc đời của mình hay là không? Một lần nữa quý vị thấy chùm nho này. Đây là chùm nho, nhánh nho kết quả. Có một nhánh mà ra hai chùm. Thật là khổng lồ như thế này. Chúng ta ai trồng bất cứ cây gì, chẳng những là cây nho, nhưng mà trồng cái cây gì thì cũng muốn thấy kết quả, phải không quý vị? Mấy năm trước tôi trồng cái cây cam bên này, mấy năm đầu không thấy trái nào hết, buồn quá. Nhưng mà gần đây thì có trái rất là nhiều. Ai trồng cây mà thấy cái cây nó không kết quả thì rất là buồn. Và Chúa cũng vậy. Chúa rất là buồn. Nếu không phải là dùng một chữ nào khác, khi thấy đời sống của chúng ta là đời sống không kết quả. Nếu Chúa nhìn vào đời sống của quý vị và tôi, Chúa có thấy kết quả nào không? Chúa có thấy một cái bông trái nào không? Thưa quý vị, một cái đời sống không kết quả là một cái đời sống buồn tẻ, không ích lợi gì cả. Có thể có hoa lá cành đẹp lắm nhưng mà nó không ích lợi gì cho ai cả. Chắc không ai trong chúng ta muốn sống một đời sống vô ích như vậy. Có phải như vậy không? Như vậy, có hai điều chúng ta cần đặt
Có hai câu hỏi chúng ta cần đặt cho mình buổi sáng hôm nay. Đó là làm thế nào để kết quả? Làm thế nào để kết quả? Làm thế nào để mang ích lợi lại cho người khác? Chúa Giêsu cho thấy chỉ có một bí quyết và chỉ một bí quyết mà thôi để đời sống kết quả. Bí quyết đó là phải ở trong Chúa và tiếp tục thường xuyên ở trong Chúa. Mỗi lần nói đến kết quả, Chúa Giêsu đều nói đến ở trong, hay là liên kết, hay là dính liền với Chúa. Nhánh nào ở trong ta thì phải kết quả. Ở trong Chúa thì mới kết quả. Muốn kết quả, muốn sống một đời sống kết quả, chúng ta phải ở trong Chúa. Nhưng ở trong Chúa nghĩa là làm sao? Chứ ở trong ở đây mang ý nghĩa sinh học, có nghĩa là biologically, dính liền với cái gốc nho. Đây là hình ảnh của nhánh nho dính vào gốc nho. Ở đây, cái ở trong đây có nghĩa là có một cái mối quan hệ sống với Chúa. Và thưa quý vị, sống là cái điều quan trọng. Sống là có cái sức mạnh siêu nhiên của Chúa ở trong cuộc đời của chúng ta. Thưa quý vị, đạo của Chúa là đạo sống. Quý vị để ý thấy tất cả những điều gì mà Chúa dạy về tin Chúa, Chúa nói đến sự sống. Chúa nói với ông Nicodem, một người phải sanh lại, phải có sự sống mới. Chúa nói với thiếu phụ Samari, bà cần đến nước hằng sống. Chúa hóa bánh ra cho người ta ăn, cho nói rằng ta là bánh hằng sống, bánh của sự sống, bánh ban cho sự sống. Cái điều quan trọng ở trong cuộc đời của người tin Chúa là chúng ta có sự sống của Chúa ở trong cuộc đời của chúng ta. Tất cả chúng ta đều biết sự sống rất là kỳ diệu. Nếu quý vị xem những cuộn phim phóng sự về thiên nhiên, có những cái cây nó mọc, nó giống như là nó mọc ở trên đá. Nhưng mà người ta khám phá là những cái rễ của những cái cây này đâm sâu xuống dưới đất và nước ngầm ở bên dưới có sự sống và mọc lên mạnh mẽ. Sự sống là như vậy. Quý vị để ý thấy những cái chỗ đá, những cái chỗ gì nó thấy giống như là không có cái gì có thể mọc lên được. Nhưng mà quý vị thấy có những cây cỏ dại, nó có sự sống ở đó, nó cũng mọc lên được. Sự sống không có cái gì dẹp đi được. Cái sự sống nó có thể phá, người ta nói rằng một cái hột giống nhỏ mà nó có sự sống đó, nó có thể làm nứt đổ cả bức tường. Quý vị thấy có những cái cây trồng gần nhà nó làm bể nền nhà, sụp nhà luôn nữa. Sự sống nó rất là mạnh. Vì vậy, nếu chúng ta có sự sống thì nó sẽ tự động, tự nhiên, nó kết quả. Còn nếu không có sự sống thì đời sống nó sẽ èo uột. Người ta có nâng mấy, đỡ mấy rồi nó cũng chết. Vậy cái điều quan trọng đầu tiên là chúng ta phải có sự sống của Chúa ở trong chúng ta. Quý vị có sự sống của Chúa ở trong cuộc đời của mình chưa? Và có tiếp tục có sự sống đó không? Sáng nào, Chủ nhật nào, cảm ơn anh chị Hải cho chúng ta những cái bình hoa rất là đẹp. Những bình hoa này rất là đẹp nhưng mà tuần tới là nó héo, nó tàn rồi phải không quý vị? Tại làm sao? Và sự sống không còn ở trong đó nữa. Sự sống là điều rất là quan trọng. Những cái cành hoa này đã có một lần có sự sống ở trong cây, nhưng mà không còn sự sống, nó sẽ tàn, nó sẽ úa, nó sẽ héo. Hai cái vấn đề mà mỗi chúng ta cần có, vì vậy là thứ nhất, chúng ta phải có sự sống. Và thứ nhì, chúng ta phải tiếp tục dính liền với thân để có sự sống đó luôn. Có sự sống và tiếp tục có sự sống đó. Có sự sống hay là được nối kết với Chúa là nói đến đức tin thật của chúng ta nơi Chúa. Tôi nói đến đức tin thật, không phải là chỉ đi nhà thờ hay là làm những bổn phận tôn giáo. Chúng ta phải tin Chúa thật, phải ở trong Chúa, không phải là ở trong nhà thờ, ở trong gia đình người tin Chúa, trong ban hát, trong hội thánh, trong ban thanh tráng, nam giới, phụ nữ, cao niên, không phải. Ở trong Chúa không phải là ở trong nhà thờ, không phải là ở trong hội thánh, mà là ở trong cái sự sống của Chúa, có cái sự sống của Chúa nó tuôn tràn ở trong cuộc đời của mình. Quý vị có tin Chúa thật sự không? Có tin Chúa thật thì mới có sự sống thật của Chúa trong cuộc đời của mình. Trong Kinh Thánh quen thuộc, Sứ đồ Phaolô nói rằng, vậy nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người dựng nên mới. Ở trong Chúa, you are a new creature. Tức là một cái tạo vật mới, nó có cái sự sống ở trong đó. Ở trong Chúa là như vậy. Được tái sinh,
không phải là theo đạo, vô đạo đi nhà thờ. Tin Chúa là trở thành một cái nhánh ở trong cái cây nho của Chúa. Tin Chúa được trồng như một cái cây có sự sống. Và một cái cây nó có sự sống, nó phải được vuông tưới thì cây mới sống lớn lên. Quý vị có bao giờ trồng cái cây rồi mình nhổ lên coi thử nó có ra rễ chưa không? Chắc chắn là không. Nếu chúng ta trồng có sự sống mà chúng ta không dính liền với sự sống thường xuyên thì chúng ta không tiếp tục, thì chúng ta sẽ chết mà thôi. Chúng ta phải tiếp tục dính liền với sự sống. Bằng cách nào? Một cái chữ mà nhắc đi nhắc lại ở trong phân đoạn Kinh Thánh này, chẳng những là chữ ở trong mà có chữ cứ nữa. Cứ nghĩa làm sao? Cứ là hằng, là tiếp tục. Hãy cứ ở trong ta, cứ continually, thường xuyên tiếp tục. Chữ thứ nhất là ở trong và chữ thứ nhì là cứ. Chúng ta chẳng những phải ở trong Chúa, nhưng mà chúng ta phải tiếp tục ở trong Chúa, cứ ở trong Chúa. Chúa Giê-xu không nói điều gì trừu tượng cả. Làm thế nào để chúng ta có thể cứ ở trong Chúa được? Giăng đoạn 15 câu 7 ghi như thế này: ví bằng các ngươi cứ ở trong ta và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. Theo câu này, cứ ở trong Chúa nghĩa là làm sao? Xem câu Kinh Thánh giùm tôi giảng lời Chúa không phải cội lời. Hả? Nếu các ngươi cứ ở trong ta và gì? Lời ta ở trong các ngươi. Chúa Giê-xu không nói một điều gì trừu tượng hết, phải không? Ở trong Chúa làm sao? Là có lời Chúa ở trong lòng của mình. Làm sao lời Chúa ở trong lòng của mình được? Tất cả đều biết rồi. Chúng ta phải đọc lời Chúa, học lời Chúa, học thuộc lòng lời Chúa, suy gẫm lời Chúa, làm theo lời của Chúa. Có phải như vậy không? Đạo của Chúa rất là thực tế, rất là cụ thể. Trên giấy trắng mực đen, mở Kinh Thánh, đọc lời của Chúa, làm theo. Đó là ở trong Chúa. Không có cái gì gọi là quá xa vời. Vì vậy, muốn lớn lên, muốn tăng trưởng, muốn có kết quả phải làm sao? Phải có lời Chúa. Quý vị không có lời Chúa muốn kết quả được không? Không. Vậy chúng ta phải có lời Chúa thường xuyên ở trong cuộc đời của chúng ta. Quý vị có đọc Kinh Thánh mỗi ngày không? Hay là chỉ ngày Chủ Nhật đến nhà thờ nghe giảng thôi? Chúng ta cần đọc lời Chúa mỗi ngày, suy gẫm và làm theo. Quý vị phải đi học trường Chủ Nhật. Quý vị có đi học trường Chủ Nhật không? Có học lớp Kinh Thánh tối thứ tư không? Chúng ta ở đây có bao nhiêu dịp tiện để học hỏi lời của Chúa? Quý vị ơi, nếu quý vị muốn có một đời sống kết quả, muốn được như nhánh nho này, phải có lời của Chúa thường xuyên ở trong cuộc đời của mình mỗi ngày. Nếu các ngươi cứ ở trong ta và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn thì sẽ được điều đó. Nếu quý vị muốn lời cầu nguyện của mình được nhậm lời, hãy ở trong Chúa, hãy để cho lời Chúa ở trong cuộc đời của mình. Như vậy, muốn kết quả làm sao? Phải có lời của Chúa. Bây giờ điểm thứ nhì. Nhưng mà như thế nào là kết quả? Một đời sống kết quả là một đời sống như thế nào? Chúa Giê-xu không nói rõ ở đây kết quả là gì, nhưng dựa vào những lời Chúa dạy ở đây và những phần khác của Kinh Thánh, chúng ta thấy có hai loại quả. Có hai loại quả. Quả thứ nhất là trái của Thánh Linh. Trái của Thánh Linh. Kết quả của một đời sống, kết quả là có trái của Chúa Thánh Linh. Tất cả chúng ta đều biết Chúa Thánh Linh và Chúa Giê-xu là một. Chúng ta đã học hôm lễ ngũ tuần. Liên kết với Chúa Giê-xu cũng có nghĩa là liên kết với Chúa Thánh Linh. Và trong Galati đoạn 5 câu 22, lời Chúa dạy rằng nhưng trái của Thánh Linh, quý vị biết trái của Thánh Linh chứ phải không? Ấy là thứ nhất, lòng yêu thương. Thứ nhì, vui mừng, bình an. Quý vị ơi, chúng ta chỉ cần 9 trái đó thôi. Quý vị có trái nào không? Khi chúng ta để cho lời Chúa tràn ngập cuộc đời của chúng ta, khi để cho Chúa làm việc ở trong cuộc đời của chúng ta, khi người khác nhìn vào đời sống của chúng ta, người ta sẽ thấy trái yêu thương, trái vui mừng, trái bình an. Quý vị thích một cái người như vậy không? Quý vị thấy lời Chúa rất là đơn giản. Hãy để cho trái của Chúa kết quả ở trong cuộc đời của chúng ta. Quý vị cũng để ý thấy những câu tiếp theo ở đây. Câu thứ 9.
Chúa nói rằng như Cha đã yêu thương ta thế nào, ta cũng yêu thương các ngươi thế. Hãy cứ ở trong sự yêu thương của ta. Chúa đang nói về ở trong Chúa, và Chúa nói ở trong sự yêu thương, cái yêu thương ở đây, quý vị thấy không? Rồi chẳng những vậy, ở trong câu thứ 11, ta nói cùng các ngươi những điều đó hầu cho sự vui mừng của ta ở trong các ngươi, hầu cho sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn. Trái của Chúa là vui mừng, phải không? Một người chỉ cần yêu thương và vui mừng nó đầy đủ quá, phải không quý vị? Không còn cần một cái điều gì khác nữa. Ôi, xin Chúa giúp cho mỗi một chúng ta có lời của Chúa để chúng ta có được trái yêu thương, trái vui mừng, trái nhịn nhục, trái của Thánh Linh đó. Và ý nghĩa thứ hai của trái hay là quả là đem người đến với Chúa. Đem người đến với Chúa. Ở trong Roma đoạn 1 câu thứ 13, khi sứ đồ Phaolô trước khi đến thăm Roma, ông viết thư cho họ và ông nói trong câu 13 như thế này: Hỡi anh em, tôi không muốn anh em không biết rằng đã nhiều lần tôi toan đi thăm anh em đặng hái trái trong anh em cũng như trong dân ngoại khác. Hái trái đây tức là đem nhiều người trở về với Chúa. Câu 16 nhớ rằng, ta đã chọn và lọc các ngươi để các ngươi đi và kết quả hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn. Trái chẳng những có mà phải đậu, tức là đem người khác trở về với Chúa. Tôi xin được hỏi quý vị, từ khi quý vị tin Chúa, quý vị có quả nào cho Chúa chưa? Quý vị có đem được một người nào trở về với Chúa chưa? Suốt cả cuộc đời tin Chúa của mình, quý vị có hướng dẫn, làm chứng, nói về Chúa cho ai chưa? Nếu chưa, đó là quý vị chưa kết quả cho Chúa. Và thưa quý vị, để có thể đem người đến với Chúa, để có thể kết quả cho Chúa, chúng ta phải nói về Chúa. Chúng ta không nói làm sao người ta nghe, biết mà tin. Vì vậy, ở trong tuần, trong mỗi ngày, trong nếp sống hàng ngày, quý vị và tôi, chúng ta phải nói về Chúa cho người khác, để người ta biết Chúa là ai, để có thể tin nhận Chúa. Quý vị có muốn kết quả không? Phải ở trong Chúa, có nghĩa là phải tin Chúa thật. Phải cứ ở trong Chúa, tức là phải học hỏi lời Chúa và áp dụng lời Chúa ở trong cuộc đời của mình. Thưa quý vị, làm những chuyện đó tự nhiên nó sẽ có quả. Bởi vì quả làm sao? Có phải là anh Châu, anh ra ngoài chợ, anh mua cái chùm nho, anh về anh cột kia đây không? Không. Cái này nó là cái nhánh, cái lá, nó không có gì hết. Nhưng mà khi nó có sự sống ở trời đó, ăn vi làm phải không? Ok. Khi có sự sống trong đó, tự động nó sẽ có trái. Quý vị thấy không? Quý vị nghe chữ tự động không? Tức là cái sự sống nó tự nhiên, nó phát sinh ra. Cái trái đó là một cái gì? Naturally, automatically, tự động, tự nhiên. Vì vậy, mình không thể cố gắng để mà có trái. Nhưng mình phải có sự sống trước, rồi mình mới có thể có trái được. Vì vậy, đời sống người tin Chúa là đời sống con người có sự sống của Chúa, tiếp tục trong sự sống của Chúa để có thể kết quả cho Chúa. Điểm thứ nhì, đời sống của người tin Chúa là một đời sống yêu thương. Đời sống của người tin Chúa là đời sống yêu thương. Chúng ta thấy điều đó trong câu 12 và đến câu thứ 17. Điều răn của ta đây này, các ngươi hãy yêu nhau cũng như ta đã yêu các ngươi. Chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình. Ví thử các ngươi làm theo điều ta dạy thì các ngươi là bạn hữu ta. Ta chẳng gọi các ngươi là đầy tớ nữa vì đầy tớ chẳng biết điều chủ mình làm. Nhưng ta đã gọi các ngươi là bạn hữu ta vì ta từng tỏ cho các ngươi biết mọi điều ta đã nghe nơi cha ta. Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bằng là ta đã chọn và lập các ngươi để các ngươi đi về kết quả hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn, lại cũng cho mọi điều các ngươi sẽ nhân danh ta cầu xin cha thì Ngài ban cho các ngươi. Và quý vị để ý câu 17, ta truyền cho các ngươi những điều răn đó đặng các ngươi yêu mến lẫn nhau vậy. Đời sống của người tin Chúa chẳng là một đời sống kết quả, nhưng đời sống người tin Chúa cũng là một đời sống yêu thương. Dĩ nhiên yêu thương là một trong những trái của Thánh Linh, là dấu hiệu của một đời sống kết quả. Nhưng yêu thương cũng là một trong những đặc tính chính của người tin Chúa. Trong một quyển sách tôi được đọc, tác giả viết một cái câu như thế này: khi tin Chúa, Chúa không bảo chúng ta mặc đồng phục để phân biệt với người đời, nhưng Chúa bảo chúng ta yêu thương để người đời biết ai là người tin Chúa. Không phải là chúng ta tin Chúa, chúng ta mặc đồng phục để biết người đó là người tin lành, người tin Chúa, không phải. Nhưng mà mỗi mà chúng ta chỉ cần yêu thương là người ta biết chúng ta là người tin Chúa. Chúa Giêsu phán điều gì? Nếu các ngươi
yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Chúng ta là môn đồ của Chúa bằng cách yêu thương. Đồng phục của người tin Chúa là yêu thương. Nhiều người mặc t-shirt love bự lắm, không cần mặc cái đó, nhưng mà phải có đời sống yêu thương thật sự. Đối với Chúa, chúng ta phải được liên kết với Chúa, phải được nối liền với Ngài. Và đối với nhau, chúng ta phải yêu thương. Cái mối quan hệ chiều dọc là giữa chúng ta với Chúa, phải được liên kết với Chúa. Và mối liên hệ chiều ngang là giữa chúng ta với anh em, chị em, là chúng ta phải yêu thương. Chúng ta ở trong Chúa, nhưng chúng ta có yêu thương anh chị em mình không? Thật ra không thể có điều thứ hai nếu không có điều thứ nhất, và ngược lại. Có điều này là phải có điều kia. Sứ đồ Giăng nói rằng không có ai nói rằng ta yêu Đức Chúa Trời là đấng mình không thấy, mà lại không yêu anh em mình là những người mà mình thấy được. Nếu đời sống của người tin Chúa là đời sống yêu thương, thì chúng ta bày tỏ tình yêu thương đó như thế nào? Chúa Giêsu cho chúng ta thấy rất là rõ làm thế nào để biết một người có tình yêu thương thật. Trước hết, tình yêu thương phải thể hiện trong sự hy sinh. Câu 13: chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình. Chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình. Khuôn mẫu yêu thương là khuôn mẫu của Chúa. Chúa nói rằng hãy yêu như ta đã yêu các ngươi. Chúa yêu các môn đồ như thế nào? Chúa yêu chúng ta như thế nào? Đến nỗi phó sự sống của Ngài. Phó sự sống đó đến hy sinh, và hy sinh cho đến cùng. Thưa quý vị, đây không phải là điều dễ làm, nhưng đây là khuôn mẫu mà chúng ta phải noi theo. Chúa là cái khuôn mẫu mà chúng ta phải theo. Chúa bảo chúng ta phải yêu thương lẫn nhau trong tinh thần hy sinh. Và thưa quý vị, đây là dấu hiệu của người tin Chúa. Hy sinh là nói đến việc mình phải mất mát một cái gì đó, phải mất thì giờ, tiền bạc, công sức. Quý vị có yêu thương người khác đến nỗi phải hy sinh một phần thì giờ, tiền bạc, cái một phần của mình không? Hy sinh nói đến một cái gì cụ thể, không phải chỉ là đầu môi chót lưỡi. Và tình yêu thương ở đây nói đến việc cư xử với nhau trong hội thánh cũng như trong gia đình nữa. Dĩ nhiên vợ chồng yêu thương nhau trong tình yêu romantic love. Nhưng mà cái tình yêu cần hơn nữa là tình yêu thương mà Chúa Giêsu dạy ở tại đây. Sẵn sàng gánh chịu một điều gì đó, có thể mất công, mất sức, mất thì giờ cho người mình yêu thương. Quý ông, quý bà, quý anh chị có yêu thương vợ mình, chồng mình, con của mình, cha mẹ của mình như vậy không? Nếu ai cũng đối xử với nhau như vậy, quý vị hãy tưởng tượng ở trong gia đình nó sẽ đầm ấm, nó sẽ đẹp, và tất cả mọi người sẽ thấy một cái gia đình yêu thương, một cái cộng đồng yêu thương, hy sinh cho nhau. Quý vị để ý thấy ở trong câu 8, Chúa Giêsu thấy dấu hiệu của môn đồ là kết quả không? Này, cha ta sẽ được sáng danh là thế nào? Ý là các ngươi được kết nhiều quả thì sẽ làm môn đồ của ta vậy. Vì vậy chúng ta kết quả là môn đồ của Chúa, và yêu thương cũng là môn đồ của Chúa. Yêu thương, kết quả đi chung với nhau. Và có thể nói rằng cái quả lớn nhất là cái quả yêu thương. Một lần nữa tôi xin phép được hỏi, quý vị đã có trái yêu thương ở trong đời sống của mình chưa? Một cách nữa để bày tỏ đời sống yêu thương là sống với nhau trong tình bằng hữu. Sống với nhau trong tình bằng hữu. Chúng ta thấy điều đó trong câu thứ 15. Ta chẳng gọi các ngươi là đầy tớ nữa, vì đầy tớ chẳng biết điều chủ mình làm. Nhưng ta đã gọi các ngươi là bạn hữu ta, vì ta từng tỏ cho các ngươi biết mọi điều ta đã nghe nơi cha ta. Chúng ta đã học mấy tuần trước, Chúa gọi chúng ta bằng nhiều tên lắm. Nhưng mà một trong những cái điều dễ thương nhất, đẹp nhất là Chúa là bạn của chúng ta. Chúng ta là bạn của Chúa. Và dấu hiệu của tình bạn là gì? Ta từng tỏ cho các ngươi biết mọi điều ta đã nghe nơi cha ta. Không che giấu gì cả. Sống cởi mở. Nói như vậy có nghĩa là gì? Nghĩa là khi chúng ta thật sự yêu thương nhau, chúng ta phải sống với nhau trong tình bạn. Và cái tình bạn thật là gì? Không có gì che giấu, phải thành thật với nhau. Không phải là chỉ bề ngoài không mà thôi. Thành thật với nhau, không khách sáo. Thơ Giăng thứ nhất đoạn 1 câu 6 và câu 7 ghi như thế này: ví bằng chúng ta nói mình được giao thông với Ngài mà còn đi trong sự tối tăm, ấy là chúng ta nói dối và không làm theo lẽ thật.
Nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng, cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau và huyết Đức Chúa Giêsu con Ngài làm sạch mọi tội chúng ta. Hai câu Kinh Thánh này cho chúng ta thấy hai cái mối quan hệ. Trước hết là mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa. Nếu chúng ta nói mình được giao thông với Chúa mà còn đi trong sự tối tăm, ấy là chúng ta nói dối, không làm theo lẽ thật. Sứ đồ Giăng nói tiếp: nhưng nếu chúng ta đi trong ánh sáng cũng như chính mình Ngài trong ánh sáng thì chúng ta giao thông cùng nhau. Những giao thông với Chúa mà cũng giao thông với nhau nữa. Tất cả đều biết cái câu nổi tiếng ở trong thế kỷ thứ nhất nói về hội thánh của Chúa là gì không? Oh, how much they love each other. Tại sao mấy cái ông theo ông Giê-xu nó không thương nhau dữ vậy? Còn bây giờ người ta nói sao quý vị biết không? Tại sao mấy cái người tin lành chia rẽ quá vậy? Thưa quý vị, yêu thương là dấu hiệu của người tin Chúa. Đời sống người tin Chúa là đời sống kết quả, và đời sống người tin Chúa là đời sống yêu thương. Điểm thứ ba trong phân đoạn Kinh Thánh này, đời sống người tin Chúa là một đời sống ngược dòng đời. Ngược dòng đời. Ngược dòng đời chứ không phải ngược đời đấy nha quý vị. Giăng đoạn 15 câu 18: ví bằng người đời ghét các ngươi thì hãy biết rằng họ đã ghét ta trước các ngươi. Nếu các ngươi thuộc về thế gian thì người đời sẽ yêu kẻ thuộc về mình. Nhưng vì các ngươi không thuộc về thế gian và ta đã lựa chọn các ngươi giữa thế gian, bởi cơ đó người đời ghét các ngươi. Hãy nhớ lời ta đã nói cùng các ngươi: đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình. Nếu họ đã bắt bớ ta, ác cũng bắt bớ các ngươi. Bằng họ đã giữ lời ta, ác cũng giữ lời các ngươi. Nhưng vì danh ta, họ sẽ lấy mọi điều đó đãi các ngươi, bởi họ không biết đấng đã sai ta đến. Nếu ta không đến và không phán dạy họ thì họ chẳng có tội lỗi gì. Song bây giờ họ không có thể chữa chối được tội lỗi mình. Kẻ nào ghét ta cũng ghét cha ta nữa. Ví thử ta không làm giữa họ những việc mà chưa có người khác làm thì họ vô tội. Nhưng bây giờ họ đã thấy các việc ấy và lại ghét ta cùng cha ta. Dường ấy để cho ứng nghiệm lời đã chép trong luật pháp họ rằng: họ ghét ta vô cớ. Khi nào đấng yên ngủ sẽ đến là đấng ta sẽ bởi cha sa xuống, tức là thần lẽ thật ra từ cha, ấy chính Ngài sẽ làm chứng về ta. Còn các ngươi cũng sẽ làm chứng về ta, vì các ngươi đã ở cùng ta từ lúc ban đầu vậy. Tại sao đời sống người tin Chúa là đời sống ngược dòng đời? Trước hết vì đây là chuyện tất nhiên. Đây là chuyện tất nhiên. Chúa Giêsu nói trong câu 18 và 19: ví bằng người đời ghét các ngươi thì hãy biết rằng họ đã ghét ta trước các ngươi. Nếu các ngươi thuộc về thế gian thì người đời sẽ yêu kẻ thuộc về mình. Nhưng vì các ngươi không thuộc về thế gian và ta đã lựa chọn các ngươi giữa thế gian, bởi cơ đó người đời ghét các ngươi. Chúng ta ngược lại dòng đời, chúng ta bị người đời ganh ghét là bởi vì chúng ta là tín đồ của Chúa, và đó là chuyện tất nhiên. Có hai vấn đề tại đây. Người đời ghét chúng ta không phải vì chúng ta, mà vì ai quý vị biết không? Là vì Chúa. Sở dĩ người ta chống người tin Chúa là bởi vì người ta chống Chúa, không phải là chống quý vị đâu. Ví bằng người đời ghét các ngươi thì hãy nhớ rằng họ đã ghét ta trước các ngươi. Người đời ghét chúng ta không phải vì chúng ta, mà là vì Chúa là đấng chúng ta tin. Và người đời cũng ghét chúng ta bởi vì chúng ta không thuộc về trần gian này. Câu thứ 19: nếu có người thuộc về thế gian thì người đời sẽ yêu kẻ thuộc về mình. Có một câu lâu rồi tôi không nói, hôm nay tôi nhắc lại. Tất cả đều biết câu đó rồi. Sống giữa trần gian nhưng không thuộc về trần gian. In the world but not of the world. Chúng ta không thể tránh không ở trên trần gian này. Nhưng mà chúng ta không thuộc về trần gian này. Hoa sen ở giữa buồng lầy hôi tanh mà vẫn thơm, vẫn trắng. Đó là quý vị và tôi. Con cá sống dưới biển. Nhưng mà thịt của con cá, cái chất mặn nó không thấm vào ở trong xương thịt của con cá được. Đó là quý vị và tôi. Sống giữa trần gian này nhưng không thuộc về trần gian này. Niềm tin nơi Chúa là một niềm tin dứt khoát. Yêu thương và chân lý luôn luôn đi chung với nhau. Yêu thương không có nghĩa là dung dưỡng tội lỗi, thỏa hiệp với tội lỗi. Chúa có một tiêu chuẩn rõ ràng. Tôi đọc lại cái câu ở trong Gia Cơ đoạn 4 câu 4. Mấy tuần trước tôi có đọc và tôi giải nghĩa rõ hơn cho quý vị hôm nay.
Gia-cơ đoạn 4 câu 4, sứ đồ Gia-cơ viết như thế này: hỡi bọn tà dâm kia, anh em há chẳng biết làm bạn với thế gian, tức là thù nghịch với Đức Chúa Trời sao? Cho nên ai muốn làm bạn với thế gian thì người ấy trở nên kẻ nghịch thù cùng Đức Chúa Trời vậy. Câu này không phải là bảo chúng ta đừng có kết bạn với người đời, không phải như vậy. Chúng ta vẫn có bạn người đời, chúng ta vẫn sống trên trần gian này. Nhưng mà làm bạn với thế gian đây có nghĩa là sống theo như người đời, theo khuôn mẫu của người đời. Chúa có chân lý tiêu chuẩn rõ ràng, chúng ta không thể đi hàng hai được. Một là theo Chúa, hai là theo đời. Theo đời thì không thể theo Chúa, và theo Chúa thì không thể theo đời được. Chúng ta là những con cá sống, và con cá sống thì luôn luôn lội ngược dòng. Chỉ những con cá chết mới trôi theo dòng nước mà thôi. Vấn đề giản dị. Đời sống của người tin Chúa là một đời sống ngược dòng đời. Chẳng những là chuyện tất nhiên, nhưng đó cũng là vì chúng ta theo gương của Chúa Giê-xu. Theo gương của Chúa Giê-xu. Ở trong phân đoạn này, Chúa Giê-xu nói về một tình trạng phủ định và thụ động. Không phải là chúng ta ghét đời, nhưng mà là người đời ghét chúng ta. Quý vị để ý thấy không? Ví bằng người đời ghét các ngươi, thì hãy nhớ rằng họ đã ghét ta trước các ngươi. Chữ người đời đây là nói đến cả cái hệ thống trần gian này, chống lại Đức Chúa Trời. Và trong câu 23, kẻ nào ghét ta cũng ghét cha ta nữa. Quý vị và tôi đang sống giữa một cái thế giới ngày hôm nay mà chưa bao giờ, ngay tại nước Mỹ, mệnh danh là nước của đạo Chúa này, người ta chống Đức Chúa Trời, chống Chúa Giê-xu, và dĩ nhiên là chống người theo Chúa. Chúa Giê-xu đã đến trần gian phán dạy và làm những việc chưa có người khác làm, vậy mà người đời vẫn không tin, vẫn chống lại Chúa. Và quý vị và tôi đang sống giữa trần gian này, mỗi ngày tin tức dồn dập và cho chúng ta thấy họ cười chê, chế nhạo và chống Chúa đến tột cùng. Hơn lúc nào hết, chúng ta sống trong thời đại một đất nước mà ghét Chúa hay là chống Chúa lên đến cao điểm. Người ta chẳng những chống Chúa, không tin nơi Chúa, mà còn chủ trương những nếp sống tội lỗi và kêu gọi mọi người sống giống như vậy. Đó là cái thế giới mà quý vị và tôi đang sống. Vậy có thể sống ở trong thế giới này, chúng ta cần phải có sự sống của Chúa để sống giữa trần gian mà không thuộc về trần gian này. Quý vị và tôi đang bị bắt bớ và sẽ bị bắt bớ nữa. Đó là điều họ đã làm cho Chúa. Chúa Giê-xu đến trần gian có làm gì bậy không? Mà cuối cùng họ bắt Chúa để giết. Quý vị và tôi cũng vậy. Chúng ta sống giống như Chúa, chúng ta sẽ bị bắt bớ. Xin Chúa giúp cho chúng ta theo gương Chúa để trung tín với Chúa, không bị trần gian này tiêm nhiễm. Chúa Giê-xu nói trước cho chúng ta biết ở trong đoạn 16 câu 33: ta đã bảo các ngươi những điều đó hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Và trở về với hình ảnh cây nho, đây chính là điều giúp chúng ta sống vượt lên trên những cám dỗ thử thách của trần gian. Quý vị biết không, cái cây nho mà có sự sống đem lại kết quả thì không có sợ gì hết. Có phải như vậy không? Đời sống có tình yêu thương của vậy, nó sẽ giải quyết mọi vấn đề cho chúng ta. Quý vị có muốn giống như cây nhánh nho này không? Hãy ở trong Chúa, hãy tiếp tục ở trong Chúa, hãy tiếp tục sống yêu thương. Và như vậy không có điều gì trên trần gian này khiến chúng ta phải lo buồn và lo sợ nữa cả. Chúng ta cũng hướng lòng về Chúa để cầu nguyện.